Xin chào cả nhà. Hôm nay Lượng Anh đi đến tại ngôi chùa ở đất Đa Lố ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Review lại một ngôi chùa này cho cả nhà mình cùng xem nha. Cả nhà mình theo chân Lượng Anh đó xem lại cảnh chùa. Chùa này xây dựng năm 1957 nha cả nhà. Mời cả nhà theo chân Lượng Anh nha. Đây là một vách núi treo leo nha cả nhà, rất là cao luôn. Cao máy quay không thể quay được luôn. Đó, một vách núi cao cao dở sợ cả nhà. Chùa này xây dựng năm 1957 nha cả nhà. Năm 1995 thì thầy về nhận chức ở tại chùa này. Tên thường gọi của nó là chùa Đá Lố nha cả nhà. Cả nhà theo chân Lượng Anh nha. Đây là đường ra cổng chùa rồi cả nhà. À, trời cũng sắp mưa rồi cả nhà ơi. Đây là ngày xưa đi theo đường này nha cả nhà. Đó, ngày xưa là đi theo đường này đi lên. Chùa Đá Lố nằm ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là mẹ Quan Âm Bồ Tát. Đó, tượng mẹ Quan Âm Bồ Tát đó cả nhà. Đoạn đường rất là dài. Đường này mới sửa chữa năm 2004 cả nhà. Chùa này thấy gì mà rất là rộng cả nhà. Cả nhà theo chân Lượng Anh nha. Trước là xem video, sau nữa là gieo duyên ra chùa để lấy cái phước. Lượng Anh cũng cầu mong cho bà con mình mọi miền đất nước đều bình an vạn sự. Mong muốn làm sao để chúng ta còn gặp nhau dài dài những chặng đường còn lại.
nhìn ra bên ngoài là đường xe Bắc Nam, là cái nhà đó, đường xe đang chạy vô là đường thành phố Hồ Chí Minh qua cây dầu đôi huyện Diên Khánh. Còn ngang ngang đây là đây hướng về phía Đồng Bò, xa xa nữa là thành phố Nha Trang nha cả nhà. Bên này thì gió ghê lên cả nhà, tại vì ở gần núi. Đây là ông Phật, đó là view đại ông Phật cả nhà trên ngang. Độ cao của ông Phật này là 35 mét nha cả nhà. Chùa này rất là rộng. Đây là vô chân của ông Phật nè. Lượng Anh đứng ra tại chân ông Phật để quay tổng thể một khuôn viên ở trước đối diện mặt ông Phật cho cả nhà xem. Chùa này nó nằm ở gần núi, thành ra là cây cối rất là nhiều nha cả nhà. Trời gió quá cả nhà ơi. Chùa xây dựng năm 1957, nằm tại Tân Đèo, Đá Lố, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trong chùa này cũng dưới trong Phật ngồi, cũng thờ tượng. Cả nhà mình theo chân Lượng Anh nha, thờ tượng rất là nhiều. Đây là cũng như phần nhà dông ở cái nhà, những dông hũ cốt đem về đây để trưng bày đó. Cái nhà thấy hợp đây là những hộp dông đây nha, dông ra thiêu quá rồi ta đem về đây rồi thờ dưới có tượng Phật, có mã số đàng hoàng nha cả nhà. Nhà thấy mã số không? Dưới bích động vật là toàn là những hũ cốt tro của tất cả các cái dông họ thiêu, họ đem về đây để coi như thờ phượng tại trong chùa này. Rất là nhiều cả nhà. Đây trên lầu nha cả nhà,
cổ lầu này. Đây là nghĩa trang cả nhà. Nghĩa trang nằm sau lưng chùa. Nghĩa trang là nghĩa trang của xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Có những phần mộ rất là đẹp. Và có một hòn núi rất là cao. Đó, trên đó có một đường trụ điện cả nhà thấy không? Một trụ điện cao ghê không? Chùa vẫn tiếp tục xây dựng. Đây là xây dựng bên phần nghĩa địa chứ không phải là phần chùa. Lượng anh đang đứng trên búp sen của tượng Phật rất là cao để quay lại cảnh nghĩa trang ở sau lưng chùa cho cả nhà xem. Các cầu thang lên kia, ra cầu thang lên. Đây là bức sen của tượng Phật nè. Đó, những cái này là những bức sen đài của mình. Lượng anh đi quần quanh bên cái bức sen có tượng nha. Đó. Đây là quần quanh bức sen của tượng Phật nè. Không cao quá trời luôn cái nhà. Đây lượng anh cố gắng quay nha. Cao quá. Nhìn xa xa một khung cảnh rất là đẹp phong cảnh nhà cũ cả năm. Lượng anh đang đứng trên độ cao là 12 mét. Là ngay chỗ chưa cái đế của búp sen tòa tượng. Ngay búp sen tòa tượng là 12 mét đó cả nhà. Nhìn xa tuốt trên kia là đập âm chúa cho cả nhà, còn bộ sau là nghĩa trang hết. Đây là những tòa tháp của những vị ở tiền bối ở làm ở trong chùa, sau này họ ra đi biển biệt rồi thì người ta sẽ làm những cái tháp như thế này đó, để chôn cất ở trong đó. Thôi chào cả nhà nha, giờ thôi video kết thúc hôm nay nha. Tại vì ở đây là mới quay có một phần đoạn của chùa thôi, còn ở bên trong kia thì chưa, bên trong thì rất là nhiều. Lượng anh tưởng đâu là nó nhỏ nhỏ thôi, cho té ra là coi như đi ra nó rộng ơi là rộng luôn cả nhà. Bây giờ là còn lượng anh quay lại đây là tượng bồ tòa sen nè, đó cái búp sen có ông Phật đang đứng đó nha cả nhà. Thôi lượng anh kết thúc video hôm nay nha, chào cả nhà đại gia đình mình nha. Rồi tiếp tục theo chân lượng anh đi lên trên chánh điện.